Hải đoàn 18 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt thêm một vụ vận chuyển buôn bán dầu trái phép lên tới gần 100.000 lít. Đây là vụ bắt giữ thứ hai trong vòng một tuần, nhưng điều đáng nói, việc xử lý triệt để vấn nạn này lại không phải chuyện dễ. Trước đó, như truyền hình báo Người Lao Động đưa tin, ngày 18 tháng 4, Biên đội 1 2019 của Hải đoàn 18 Bộ đội Biên phòng phát hiện và tạm giữ tàu ST-92627TS vỏ gỗ đang vận chuyển trái phép khoảng 20.000 lít dầu DO trên vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Mới đây, Hải đoàn 18 lại tiếp tục phát hiện và tạm giữ tàu chở dầu lậu mang số hiệu kiểm soát TG-94997TS. Nhìn bề ngoài, rất giống một tàu thu mua hải sản, có thừng, có khoang, có đệm cao su, nhưng thực tế lại là buôn bán dầu lậu. Vì cái tàu này là nó giả dạng là đệm va nhiều, không có lưới, nhìn sang là biết ngay. Đấy. Nhưng mà khi mà bắt radar, mắt thường dân nhìn thấy thì trên radar thì tàu nào cũng giống tàu nào. Nhưng mà khi tiếp cận lại gần là nhìn thấy rõ ngay. Trong tổng số 5 khoang với 150.000 lít dầu thì 2 khoang đã bán hết, còn 3 khoang với 80.000 lít dầu chưa kịp tiêu thụ đã bị thu giữ. Bên tàu mình thì có giấy tờ về phương tiện không ạ? Không. Để anh cho biết cái số hàng dầu DO trên tàu mình là có nguồn gốc xuất xứ từ đâu? Tôi không biết, tại vì tôi mới ra nhận tàu thay cho anh thuyền trưởng cũ. Chưa biết là khi chủ tàu liên lạc với anh ấy làm việc qua máy bộ đàm. Bộ đàm là cái máy ECOM. ECOM. Cái kênh tần số của cái ECOM đấy là như thế nào? Kênh từ sơm lên tầng dưới đó là luôn thay đổi chứ không nhận định được. Thí dụ như hôm nay nó tới số này mà một tiếng đồng hồ sau nó nói thôi giờ chuyển lại số khác. Như những lời khai ban đầu của thuyền trưởng cho thấy, ông chủ thực sự của những chuyến tàu bán dầu không giấy phép không dễ lần ra. Các đối tượng này thường qua các cái đầu mối trung gian liên lạc. Sau khi mình phát hiện được cái đầu mối này, đầu mối kia nó cắt hoàn toàn các liên lạc. Qua nhiều khâu, nhiều mắt xích nên việc lần ra những manh mối cần sự phối hợp và quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo lực lượng biên phòng, luật trong lĩnh vực này chỉ xử phạt và tịch thu tang vật, còn phương tiện thì không. Do đó, tính răn đe đối với các đối tượng buôn lậu xăng dầu trên biển là không cao. Ví dụ như con tàu TG-94997TS này sẽ tiếp tục ra khơi sau khi bị tịch thu tang vật và nộp phạt.